Ừ, hôm nay mình không nấu ăn mà mình đi mua. Mình mua bánh cuốn này, bánh đúc này, bánh bèo này. Đấy. Thì mời mọi người hãy cùng ăn với mình nhé. Hey, xin chào mọi người nhé. Mọi người hôm nay mình không nấu ăn mà mình đi mua bánh cuốn với bánh đúc. Đây này, bánh đúc kiểu Mỹ đây mọi người. Người ta làm, người ta cho hành với lại tôm. Còn đây là bánh cuốn giò với lại bánh bèo. Thì mời mọi người hãy cùng ăn với mình nhé. Người mình thử cái bánh đúc lâu lắm rồi mình không được ăn mọi người. Ngày xưa quê thì hay nấu lắm nhưng mà từ ngày sang đây giờ mình chưa được ăn. Mà mình thử xem cái kiểu bánh đúc ở Mỹ làm như thế nào nữa. Mọi người. Đấy. Mình thử với cái chấm nước mắm. Nó cũng ngon mà nó hơi khác với cái của Việt Nam của mình. Này nó có nước cốt dừa mọi người ạ. Còn ở Việt Nam mình là làm ở quê ngày xưa là làm bằng nước vôi á. Mà mỗi mỗi loại nó có mỗi gia vị khác nhau. Ngon mọi người. Mình ăn xong bánh cuốn. Mình về mỗi lần mình về quê mọi người mình thích ăn cái bánh cuốn. Ở Việt Nam nó có hành á. Hành phi á. Ồ, nói đến hành phi mình lại ăn bánh cuốn nhá. Thì bây giờ bánh cuốn thì mình cho vào cái bát. Mình cho dưa leo vào này. Mình cho rau vào này. Mình cho rau thơm vào này, rau húng này. Cho giò này. Đấy. Và mình rắc thêm một ít hành phi nữa. Đấy. Đấy. Mình sẽ chan chan cái nước mắm vào. Wow. Nhìn hấp dẫn quá mọi người. Nấu hoài lâu lâu cũng phải đi mua ăn mọi người. Bánh tráng ở ngoài Bắc đó, thường thường cái hành này nó mọi người ăn ngon lắm, mình về mình cứ thích đi ăn bánh cuốn mà. Còn ở Sài Gòn thì thường thường cho nhân thịt ở trong. Bên ngoài Bắc thường thường là ở thành phố thì cũng hay làm bánh cuốn xong rồi cho chả đó mọi người. Lâu không ăn ăn ngon quá mọi người. Rồi mình ăn bánh bèo nhé. Bánh bèo này thì bên này mình thấy cho nhân mọi người cái bánh đúc á, thường thường ở ngày xưa ở Việt Nam mình nhớ nhớ trời mưa, mỗi lần trời mưa là đi làm bánh đúc ăn. Mình đi mấy chục năm mà cũng về cũng ít khi ăn bánh đúc lắm.
Lần đầu tiên mình phải ăn bánh đúc ở bên này mọi người. Người ta làm cái bánh rất đẹp mọi người. Thấy chưa? Này à. Chắc người ta đậu khuôn lắm mọi người. Xong người ta cắt đấy. Còn à, ở Việt Nam mình à, cắt bằng à, đổ vào cái bát thôi. Người mình chắc ăn hết được cái bánh cuốn thôi. Bánh đúc giờ chắc không ăn hết. Một mình mà ăn nhiều quá. Này ăn ngọt giò cá chả luôn rồi mà. Mình sẽ ăn thế mà là hết đĩa bánh cuốn luôn. Ngon quá. Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video của mình. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực cho nhiều video mới nhé. Bye bye, chào tạm biệt.